Hồ Chí Minh toàn tập. Giọng đọc Hải Như số 30. Trang 154. Chuyện con rùa. Cốc cốc cốc. Ai đấy? Ông xã Lý trưởng làng la lo, vừa hỏi to, vừa bước ra mở cổng cái vườn con. Chào ông anh ạ. Ông nói với người vừa ló ra. May mắn làm sao, tệ xá lại được vinh hạnh đón tiếp ông anh quá bộ lại trời thế này. Trời bao nhiêu sao, thì xin mừng bác phúc lộc bấy nhiêu, khách lạ trả lời. Chả là tôi mang đến bác tờ chát của quan sứ. Xem lướt xong lệnh của quan trên, ông xã gãi đầu gãi tai. Ông có vẻ quýnh lắm. Gì thế ông? Bà vợ lo lắng hỏi. Ông xã không đáp, chỉ ra hiệu cho người bạn đời thân quý của ông đi theo ông. Khi chỉ còn hai người, ông nói: Hiền thê ta ơi, sự thể như thế này, quan sứ đòi tôi lên dinh ngài. Nhà nó cũng biết đấy, quan là một ông tây tốt, chỉ thích của tốt. Cho nên mình mà vào nhà ngài hai tay rỗng không, thì khi ra khỏi nhà ngài là đôi mông no đòn. Thế nhưng nhà mình có gì coi được? Gà, thỏ, vịt, gà tây thì đã bán sạch để nộp thuế cả rồi còn đâu. Lấy gì dâng quan bây giờ? Đến lượt bà ông xã trở nên tư lự. Bà biết rằng cái con người đáng sợ mà ông chồng thân yêu của bà sắp phải lên trình diện này. Trước kia, trong thời kỳ Bình Định, đã từng chặt 75 cái đầu hào mục xứ Bắc Kỳ. Lên làm quan sứ, ông ra lệnh cứ nện đòn bất luận tên dân An Nam nào, đàn ông hay đàn bà cũng thế, qua cổng nhà ông mà không hạ mũ nón. Tính ông hung bạo làm dân chúng khiếp vía. Muốn vui chuồng gà, ông mượn gà mái của dân trong vùng, rồi chẳng bao giờ trả lại sau khi đã có cả trứng lẫn gà con. Nói tóm lại là bà biết rằng ông quan da trắng này dữ tợn lắm, và bà run sợ sẵn khi nghĩ đến cảnh tượng chồng bà sẽ được tiếp đón như thế nào nếu không mang gì đến đấm cái mõm công sứ. Tôi nghĩ ra rồi. Im lặng mấy phút rồi bà nói: Nghĩ cái hay lắm. Đặt xong xuôi con rùa ngay ngắn trên cái khay bạc thuê của chính nàng hầu quan sứ, bày xong xuôi cả khay rùa lên chiếc chiếu trải trước cửa phòng giấy ngài công sứ, ông xã đến trình diện với tất cả nỗi niềm cung kính tất phải có đối với vị đại diện của nhà nước bảo hộ. Lệ quan lớn. Ông vừa thưa vừa quay lại phía chiếu: Dám xin quan lớn nhận cho, của mọn thôi ạ, cái món của... Ông không nói hết được tiếng quà, vì thoát nhận ra rằng trên khay thế là đã khuất bóng con rùa. Cái con vật không buộc đã thừa lúc ông xã khốn khổ nhà ta quay đi mà chuồn mất. Nhưng quan sứ, ngài khoan hòa rất mực, reo to lên: Ô cái khay đẹp quá thôi, để ta phải gửi lên biếu quan toàn quyền mới được. Hôm nay lại là ngày lễ sinh nhật toàn quyền phu nhân, hẳn bà ấy thích lắm. Và ông thì ông sẽ thăng cấp cho ta, ngài công sứ nghĩ thầm thêm trong bụng. Nguyễn Ái Quốc, báo Le Paria số 32, tháng 2 và tháng 3 năm 1925. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.